Hôm nay chủ nhật, không cho thằng Cú Đạt đi chơi à con? Dạ, hôm nay con hơi mệt. Mệt thì để đấy, làm gì? Nghỉ đi. Danh, vợ con nó mệt, giúp nó một tay. Thế ạ, con không biết ạ. Để anh làm cho. Để đấy. Để anh làm. Đưa đây. Em làm như thế bố để ý đấy. Hai đứa cãi nhau đấy à? Không ạ. Phương. Dạ. Vào nhà bố bảo. Cả hai đứa vào đây. Con mời bố uống nước ạ. Hai đứa có chuyện gì? Nói bố nghe. Dạ, chúng con chỉ hiểu nhầm nhau một tí thôi. Hiểu nhầm? Dạ, bọn con cũng có cãi vã. Nhưng chỉ là chuyện vặt thôi ạ. Danh này, con là đàn ông, là trụ cột trong gia đình, con phải có bản lĩnh hơn. Bố không muốn nói nhiều, vì dù sao con cũng đang ở trong nhà của bố mẹ. Bố nói ra con lại nghĩ ngợi, con cho rằng bố lấy quyền hành để áp đặt con. Thế nên hai đứa dù có chuyện gì đi chăng nữa, bố cũng không muốn can thiệp. Bố thấy gần đây con lơ là việc gia đình lắm, đi sớm về khuya, lỡ hẹn với vợ con. Con đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Ngồi im nghe bố nói. Bố rất ủng hộ. Nhưng thằng đàn ông ấy, dù đi đâu, làm gì cũng phải biết trốn quay về. Thằng Cú Đạt nó lớn rồi. Nó cũng cần có cha để dạy dỗ. Không lẽ bố lại đi dạy dỗ con của các con à? Bố, những việc ấy anh ấy phải tự biết. Bố nói nhiều, anh lại bảo là bố áp đặt anh ấy. Anh có nói gì đâu. Không nói, nhưng mà nghĩ. Mà con nói thật với bố, nói với người nào biết nghe, biết hiểu, thì bố hãng nói. Chứ còn nói với kiểu người mà nước đổ lá khoai, nói làm gì? Con cứ cái kiểu ăn nói hờn dỗi thế à? Vợ chồng có việc gì thì nói rõ ràng ra để thông cảm, để hiểu nhau hơn. Bố nói rồi đấy, bố góp ý, nghe mà sửa. Dù sao, bố vẫn là chủ cái nhà này, hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Hiểu thì ngẩng mặt lên nói chuyện với bố. Cứ cúi gầm gầm. Cái con này, cứ cái kiểu ăn nói chỏng lỏn như mẹ mày thì làm sao mà gia đình hòa thuận được. Tính con nó thế rồi. Vợ chồng liệu mà bảo nhau con ạ? Thôi, bố đi chơi cờ đây. Đạt ơi! Dạ! Đi chơi với ông không? Dạ có ạ! Em đang nằm nhớ anh. Mai mình lại gặp nhau được không anh?
anh cũng nhớ em. Vậy mai anh đón em hay thế nào? Thôi, để em tự đến. Lỡ vợ anh biết được thì chết. Vẫn chỗ cũ hả anh? Kìa em. Em làm cái gì đấy? Anh đúng là cái đồ trơ trẽn. Anh và con hồ ly tinh kia vẫn còn qua lại với nhau à? Anh sống như thế mà không cảm thấy nhục với con anh à? Em nói cái gì thế? Nói cái gì à? Nghe tôi hỏi đây. Anh với con kia vẫn còn qua lại với nhau đúng không? Anh và cô ta chỉ là đồng nghiệp, qua lại chỉ là xã giao. Anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Em đừng có nói bừa. Tôi không phải là con ngu để mà tin anh thêm một lần nữa. Anh dắt mũi tôi trong suốt thời gian qua chưa đủ à? Anh nói anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Em đừng có ghen tuông vớ vẩn như thế có được không? Vớ vẩn à? Mù quáng à? Anh xem lại tin nhắn của mình đi. Đọc đi.